Chào mừng các bạn đã đến với Memory Zone. Chúng ta cùng nhau khám phá những dòng sản phẩm Neo mới nhất từ Ergato. Đây là một bước tiến lớn khi Ergato mang đến những thiết bị tuyệt vời, dễ sử dụng với giá thành cực kỳ hợp lý. Hãy cùng mình đi sâu vào từng sản phẩm và tìm hiểu cách chúng có thể nâng cao trải nghiệm sáng tạo nội dung và công việc trực tuyến của bạn nha. Ergato Neo là một dòng sản phẩm mới hoàn toàn, bao gồm 5 thiết bị: microphone Wave, Facecam, đèn LED K-Light, Game Capture và bộ điều khiển Stream Deck Neo. Tất cả đều được thiết kế dễ dàng sử dụng. Chúng hoàn hảo cho bất kỳ ai, từ streamer chuyên nghiệp đến những người làm việc từ xa hay thậm chí là những ai muốn nâng cấp cuộc gọi video của mình. Ergato Neo không chỉ là về phần cứng mà còn là về trải nghiệm người dùng. Với thiết kế cắm là chạy, mọi thứ đều trở nên dễ dàng ngay từ lúc mở hộp, không cần cài đặt phức tạp, không cần thiết lập room ra, chỉ cần cắm vào và bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thường cảm thấy giọng nói của mình trên tai nghe hoặc laptop không rõ ràng? Wave Neo sẽ thay đổi điều đó. Chỉ cần cắm vào máy tính hoặc laptop mà mọi người sẽ nghe thấy giọng của bạn rõ ràng, trung thực hơn rất nhiều. Đặc biệt là bạn chỉ cần chạm một lần để tắt âm và rất tiện lợi khi họp hoặc livestream. Nếu bạn thường xuyên gọi video hoặc livestream thì Facecam Neo sẽ là công cụ không thể thiếu. Với độ phân giải Full HD 60fps, mọi chuyển động của bạn sẽ rõ nét và mượt mà. Và nếu bạn lo lắng về điều kiện ánh sáng nè, chế độ HDR sẽ giúp hình ảnh của bạn luôn rõ ràng. Để có buổi livestream trông chuyên nghiệp hơn, ánh sáng là yếu tố quan trọng. K-Light Neo không chỉ giúp sáng mặt bạn mà còn làm mềm ánh sáng để không gây mỏi mắt. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh độ sáng trực tiếp trên đèn hoặc qua ứng dụng trên điện thoại hay máy tính, rất là tiện lợi. Và nếu bạn muốn tiết kiệm không gian bàn làm việc, bạn có thể gắn trực tiếp lên màn hình. Còn nếu bạn là một game thủ và thích chia sẻ trận đấu của mình thì Game Capture Neo sẽ giúp bạn ghi lại mọi thứ với chất lượng tốt nhất. Đặc biệt nó hỗ trợ 4K cho màn hình chơi game, trong khi vẫn có thể ghi hình 1080p60fps để chia sẻ trực tiếp lên các nền tảng như Twitch hay YouTube. Và cuối cùng không thể không nhắc đến Stream Deck Neo. Đây là thiết bị giúp bạn điều khiển tất cả mọi thứ từ âm thanh, hình ảnh cho đến ánh sáng chỉ với một lần nhấn nút. Bạn có thể tùy chỉnh 8 phím trên desk để làm việc như chuyển cảnh, tắt âm mic hay là mở slide thuyết trình. Cá nhân mình thấy nó cực kỳ tiện lợi, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian khi làm việc hay livestream. Người dùng không chỉ sử dụng các tính năng mặc định mà còn có thể truy cập kho login phong phú của Stream Deck, hỗ trợ hầu như đầy đủ các ứng dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Điều khiển chỉnh sửa ảnh với các login cho Adobe Photoshop, bạn có thể truy cập nhanh các công cụ chỉnh sửa và quản lý dự án sáng tạo của mình một cách dễ dàng. Tối ưu hóa quy trình chỉnh sửa video, sử dụng các login cho CapCut và DaVinci Resolve để tạo ra các phím tắt cho công cụ chỉnh sửa, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng cường hiệu quả công việc. Điều chỉnh âm thanh và quản lý các nguồn âm thanh với các plugin như là Voimeter và Adobe Audition. Với các plugin cho OBS Studio và Streamlabs, bạn có thể dễ dàng điều khiển các tính năng phát trực tiếp, thay đổi cảnh và quản lý các thiết bị chỉ với một lần nhấn nút. Một điều cực kỳ quan trọng là tất cả các sản phẩm dòng Neo đều hoạt động liền mạch trong hệ sinh thái của Ergato, tạo nên quy trình làm việc nhanh chóng và trực quan. Tóm lại, Ergato Neo mang đến tất cả những gì bạn cần để trở nên chuyên nghiệp hơn trong một môi trường làm việc online hay khi sáng tạo nội dung số. Với mức giá hợp lý và khả năng cắm là chạy, bạn không cần phải lo lắng về kỹ thuật phức tạp. Bạn có nhận xét gì về dòng sản phẩm Neo? Để lại bình luận dưới video này nhé. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc đặt mua, hãy truy cập website Memory Zone và đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào từ chúng mình. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.